Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục thông tin về vụ ngôi nhà 3 tầng tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội bị cháy. Theo đó, khu vực xảy ra cháy tại tầng 1 của ngôi nhà để ở kết hợp cho thuê trọ cao 3 tầng, diện tích khoảng 30 m2. Ngôi nhà có 9 người sinh sống, trong đó 2 người đã được người dân cứu ra ngoài từ đầu là một trong những người đầu tiên phát hiện ra vụ cháy nhà trọ có địa chỉ số 7 tổ 1 phường Phú Lương quận Hà Đông Hà Nội, một nhân chứng kể lại. Khi lực lượng cứu hỏa đang đến có một nam thanh niên mặc áo trắng nhanh chóng giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt ra bên ngoài. Những người dân ở đây cho biết, mọi việc diễn ra lúc đó rất nhanh, có một nam thanh niên mặc áo trắng bỏ xe máy ở đầu ngõ và chạy vào cứu các nạn nhân. Người này nói: cậu thanh niên này leo lên mái tôn của nhà số 9, dùng gạch đập vỡ con tiện xi măng ở ban công tầng 3 và cứu hai bạn nữ ra ngoài. Tôi thấy anh ấy leo lên ba lần, một lần đưa bạn nữ áo đen mắc kẹt trên tầng xuống, lần nữa thì cõng bạn nữ áo màu trắng. Cũng theo những nhân chứng có mặt cho biết, sau khi cứu các nạn nhân thì người thanh niên bị bỏng hai tay và đã rời đi ngay. Những người trong ngõ không biết thanh niên này sống ở đâu, chỉ biết cậu ấy đang trên đường đi làm thì phát hiện sự việc nên dừng lại. Chúng tôi rất khâm phục hành động dũng cảm của thanh niên này. Khoảng 5 giờ 33 phút sáng nay, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân tại số 7, ngõ 73, tổ 1 Ba La, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động 4 xe chữa cháy và một xe chỉ huy chữa cháy nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Khu vực xảy ra cháy tại tầng 1 của ngôi nhà để ở, kết hợp cho thuê trọ cao 3 tầng, diện tích khoảng 30m2. Ngôi nhà có 9 người sinh sống, trong đó có 2 người đã được người dân cứu ra ngoài từ đầu. Ngay sau khi đến đám cháy, lực lượng cảnh sát đã triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, sử dụng thang leo và các phương tiện phá rỡ được lồng sắt tại 3 tầng của ngôi nhà, mở đường thoát nạn, cứu được 3 người và đưa ra ngoài an toàn đồng thời một bộ phận cán bộ chiến sĩ tổ chức chữa cháy ngăn chặn cháy lan sang các hộ dân xung quanh tiếp cận các tầng phía dưới của ngôi nhà phối hợp cùng với người dân hướng dẫn bốn người thoát nạn ra ngoài an toàn qua lối thoát nạn khẩn cấp đây là vụ cháy nhà ở kết hợp với phòng trọ thứ hai ở Hà Nội trong năm ngày qua. Dạng sáng 24 tháng 5, ngôi nhà ở và nhà cho thuê số 1 ngách 43 trên 98 trên 31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy bốc cháy, là 14 người chết, 6 người bị thương. Thành phố yêu cầu tổng ra soát nhà có nguy cơ cháy nổ. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Vụ cháy nhà trọ dạng sáng ngày 24 tháng 5 tại phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, để lại bao đau thương mất mát người xấu số ra đi, còn những người ở lại vẫn chưa thể nguôi ngoài nỗi sợ hãi kinh hoàng trong đêm định mệnh. Chị NTX, 30 tuổi, và chồng là những người may mắn sống sót trong vụ hỏa hoạn. Chia sẻ cho biết, hai vợ chồng thuê phòng tại căn nhà trọ trong ngõ 119 Trung Kính được hơn nửa năm. Những tường đây sẽ là nơi trú ngụ lâu dài của anh chị, nhưng biến cố đau lòng bất ngờ ập tới. Nhớ lại vụ cháy kinh hoàng ấy, chị vẫn dùng mình sợ hãi. Mới đây, chị X chia sẻ câu chuyện thoát cửa tử của mình trên trang cá nhân. Thời điểm diễn ra vụ cháy là khoảng 0 giờ 40 phút. Chồng lái mình dậy báo cháy rồi. Anh cuống cuồng nói mình tìm điện thoại và vơ vội khăn tắm, bảo mình vào nhà vệ sinh thấm nước để hai vợ chồng chạy ra. Vì lần mở cửa phòng đầu tiên, mình thấy lửa mới ở tầng 1. Nhưng sau vài giây, chồng mình mở cửa lần thứ hai thì có một tiếng nổ lớn phát ra. Lửa bùng lên tầng 2, dâng kín đang muốn ùa vào phòng. Ngay lập tức chồng đóng sập cửa và bọn mình chui vào nhà tắm, lấy khăn thấm nước quàng lên, rút giấy vệ sinh thấm nước, bịt kín tai vào miệng. Lúc đó, mình vẫn nghe thấy tiếng lửa cháy rất lớn, xung quanh mọi người la hét, kêu cứu ầm ĩ. Lúc đầu mình cũng hét theo phản xạ, vì nghĩ chắc chắn đêm nay hai vợ chồng sẽ không qua khỏi. Không giờ 49 phút, mình chỉ kịp nhắn tin cho mẹ ở nhà. Mẹ ơi, con yêu bố mẹ, chúng con chết cháy rồi. Sau đó mình bật đèn flash, hai vợ chồng ngồi thu lại gần bồn cầu liên tục lấy nước vỗ vào mặt để tỉnh táo bên ngoài cháy lớn cháy đến cửa chính và cửa sổ nhà mình bên trong khói đen đã tràn ngập nhà tắm chồng mình vẫn cố gắng bảo vợ thật bình tĩnh chúng mình không la hét nữa một tay bịt kín mũi miệng tay kia anh cầm ghế nhựa đập vào cửa để gây tiếng động chờ đợi khoảnh khắc được nghe thấy tiếng xịt nước từ cứu hộ dài như cả thế kỷ chỉ khi nghe thấy tiếng xịt nước mình mới có chút hy vọng sống sót khoảng hơn 2 giờ, khi tình hình có vẻ ổn hơn, thấy khói bớt đi, chúng mình lao ra cửa chính kêu cứu và nhanh chóng được lực lượng cứu hộ đưa xuống dưới. Ngay khi ra khỏi cổng, mình được một một năm cho thở oxy, bê lên cáng rồi đi cấp cứu tại bệnh viện Giao thông Vận tải. Còn chồng mình đi ra khỏi cổng trước vài bước thì ngồi lại để chờ xem mọi người có cứu được cô em gái thân của bọn mình không. Nhưng chờ mãi chỉ thấy cứu hộ khiêng những chiếc chăn cuốn kín mít trên cáng bước ra. Lúc ấy chồng mình khó thở quá nên được một một năm cấp cứu đưa vào bệnh viện giao thông vận tải. Nhớ lại hành trình từ cõi tử trở về, chị X vẫn còn dùng mình nghẹn họng. Chị cho biết hiện sức khỏe của hai vợ chồng đã ổn định và đang được điều trị tại bệnh viện. Ngày 29 tháng 5, ông Cao Văn Hường, 54 tuổi, trú tại Điện Biên, cùng con gái Cao Thảo Loan, 30 tuổi cho biết, đã nộp đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm Đối với vụ án liên quan đến bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên. Đơn được nộp tới Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cả hai cơ quan này đã tiếp nhận đơn. Gia đình nữ sinh giao gà cho rằng, bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên và bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đều tuyên bà Hiền 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy là không có căn cứ, không phù hợp với lời khai của các bị cáo tại tòa phúc thẩm, gây oan sai cho người vô tội. Vì thế, gia đình khẩn thiết mong Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và tranh án Tòa án Nhân dân tối cao ra quyết định kháng nghị hai bản án nêu trên để hủy các bản án này, điều tra lại, làm sáng tỏ sự thật. Chị Loan nói, gia đình tôi khẩn thiết mong cơ quan có thẩm quyền kháng nghị bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên với mẹ tôi để hủy các bản án này, điều tra lại, làm sáng tỏ vụ án. Ông Cao Văn Hường cho biết, con gái tôi bị những kẻ buôn ma túy sát hại dã man. Giờ vợ tôi cũng bị chính những kẻ đã hại con tôi vu oan. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, không còn gì đau khổ hơn. Ông cho hay, gia đình có xưởng chế biến lòng nhãn, gia đình buôn bán nên không túng thiếu đến mức phải buôn ma túy. Ông và con gái nói tin tưởng vợ không phải là người tàn nhẫn vì nợ tiền buôn ma túy mà hại con. Với ông, dù cuộc sống gia đình đảo lộn, vẫn quyết kêu oan để bà không mang tiếng xấu với đời. Trong đơn kêu cứu dài 19 trang, cha con ông Hường cho rằng vợ, mẹ bị sắp đặt để kết tội oan với mục đích cố tình che giấu nguyên nhân thực sự khiến con gái ông bị sát hại. Đơn nêu 5 căn cứ kêu oan về các sai sót trong quá trình điều tra, truy tố, về chứng cứ, nhân chứng buộc tội không khách quan, mâu thuẫn. Trước đó, chị Loan cùng cha và nhiều người thân từ điện biên xuống Hà Nội, gõ cửa các cơ quan có thẩm quyền, gửi đơn kêu cứu, kêu oan cho bà Trần Thị Hiền. Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 22 tháng 4, bà Hiền tiếp tục kêu oan, khẳng định không quen biết ba tử tù Lương Văn Hùng, vì Văn Toán, Bùi Văn Công càng không có việc mua bán ma túy, nợ tiền họ đến mức con gái bị bắt cóc, sát hại. Đáng chú ý, tại tòa phúc thẩm, ba tử tù bất ngờ phủ nhận lời khai trong bốn phiên tòa trước đó, nói bị ép cung, nhục hình. Các tử tù khẳng định không quen biết, không mua bán ma túy với mẹ nữ sinh giàu gà. Cụ thể, các tử tù khai không quen bà Hiền, không có số điện thoại, không liên lạc cũng không mua bán ma túy hay có quan hệ vay nợ. Toàn bộ lời khai ở cơ quan điều tra đều bị ép cung, đọc sẵn cho viết hoặc đánh đập ép phải nhận. Về việc không biết bà Hiền nhưng tại cơ quan điều tra vẫn nhận dạng được, nhớ địa điểm ra ma túy, màu sắc của áo, hùng nói, được cán bộ điều tra chỉ điểm trước. Dặn chỉ vào ai thì làm theo chỉ vào người đó. Trước các diễn biến này tại tòa, đại diện viện kiểm sát đề nghị chấp nhận kháng cáo kêu oan, trả hồ sơ điều tra lại vụ án do chứng cứ buộc tội bà Hiền không nhất quán. Nhiều vấn đề mâu thuẫn không được tòa sơ thẩm giải quyết thỏa đáng. Kiểm sát viên đánh giá, Công và Hùng đều nghiện ma túy lâu năm, tâm lý bị ảnh hưởng mà khai không khác nhau tí nào. Nhớ các sự kiện cách đó 2 năm mà còn nhớ giống khớp nhau đến từng câu từng chữ, từng chi tiết dấu chấm dấu phẩy và cho rằng có cơ sở để xem xét lại việc hai người này nói bị ép cung, mớm cung. Theo viện kiểm sát, những lời khai của họ để buộc tội bà Hiền không thể coi là khách quan, vì đây là thủ phạm sát hại con gái bà Hiền hơn nữa nếu tòa sơ thẩm cho rằng họ bắt cóc nữ sinh để đòi tiền nợ không thể sát hại con tin khi chưa được trả tiền đồng quan điểm với viện kiểm sát bào chữa cho bà Hiền các luật sư bào chữa cho bà Hiền cũng trích lại hàng chục bản khai lời khai của Công và Hùng cho thấy giống nhau không chỉ nội dung mà từng dấu phẩy kết lại phiên phúc thẩm hội đồng xét xử khẳng định bà Hiền không ngoan